hình thành đất nước nó đang thế thôi. Đối với các nước mà nó xây dựng cái mô hình quân chủ đặc biệt thì có nhà vua, có quân quốc. Thì đất nước mà chúng ta là trong thời kỳ phong kiến thì đã từng có nhà vua, mà các nhà vua thì để thực hiện là cai trị đất nước trong nhiều thời kỳ. Nhưng mà sau cái sự sự kiện là chúng ta ách tắc đồ để trong nhiều năm. Và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã bỏ ra đi đường ra đi cứu nước và đã tìm thấy cái con đường vô sản, cách mạng vô sản là con đường tiên tiến nhất và đã được bác cụ thể hóa chủ nghĩa Mác Lênin vào cái điều cụ thể của cách mạng nước nhà. Thì chúng ta cơ bản là xây dựng cái nhà nước mới, đó là nhà nước pháp quyền đầu tiên, nó không còn cái chế độ nhà vua hoàng đế trên đất nước chúng ta. Và thực hiện cái nhà nước là nhà nước pháp quyền. Pháp quyền có đảng lãnh đạo, có quốc hội quyết định, có chính phủ điều hành và có các cơ quan tư pháp để vận hành đất nước theo quyền pháp luật. Ta thấy là nó rất rõ nét như vậy. Rất rõ nét.